Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 31, một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiết số 2. Và các em nhớ đây là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống tập 2. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Các em nhớ tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta cùng học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 40 nào. Đấy, như vậy thì mình sẽ đến với cái bài tập đầu tiên nào. Bài 7.17 đúng không nào? Người ta yêu cầu nè, tính 25% của 8 nè. Vậy thì đây là cái bài tỷ số phần trăm loại mấy các em nhỉ? Loại gì nhỉ? Dạng mấy vậy? Dạng 1 đúng không? Câu A nhé. 25% của 8 nè. 25% của 8 nè. Muốn tìm tỷ số phần trăm của một số thì chúng ta sẽ làm sao? Ta lấy cái gì nhỉ? À đúng rồi. Ta sẽ lấy số đó nè. Nhân với cái gì? Nhân với số phần trăm đúng không? Là nhân cho 25 trên 1, 100 đúng không? Đấy, vậy thì 8 nhân với 25 trên 100. Và dấu này, nhớ đây phải có dấu gì các em? Dấu phần trăm không? Không có dấu phần trăm nữa đúng không? Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 8 nhân với 25 trên 1, 100 đúng không? Rồi các em nhân lên cho thầy xem. 25 nhân với 8 này, 85 40 không nhớ 4. 82 16 nhớ 4 là 2, 20 vậy thì sẽ là 200 trên 100. 200 trên 100 thì sẽ bằng mấy đây? Bằng 2 nhá. Được chưa? Như vậy 25% của 8 sẽ là mấy đây? Là 2. Xong chưa? Đấy. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ có câu B. 7.5% của bao nhiêu? Của 180. Đó, sẽ là số nào? Vậy thì cũng giống như câu A thôi. Mình sẽ lấy cái gì các em? Mình sẽ lấy gì? Lấy 180 các em nhân cho 7.5 trên 1 gì? 100. Đúng không? Như vậy thì các em cứ nhân lên cho thầy. Ở đây, nó sẽ bằng nè. 180 nhân 7.5 chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Đúng không? Đó, các em dùng máy tính, các em thử nhân cho thầy. 180 nhân với 7.5 nó bằng bao nhiêu? Thầy sẽ nhân này. 180 nhân với 7.5. Như vậy chúng ta sẽ được là 1.350. 1.350 chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Như vậy đây là phân số gì? Phân số thập phân đúng không? Phân số thập phân thì mình sẽ chuyển ra số thập phân nè. Mấy chữ số đây? Hai chữ số kèm đếm nè. 1, 2. Vậy thì nó sẽ là bằng 13.50. Hay mình chỉ cần ghi là 13.5 được nhá. Được chưa? Đó. Như vậy 7.5% của 180 sẽ là 13.5. Hoặc em nào ghi 13.50 cũng được. Xong chưa? Đấy, vậy bài 7.17 xong nhá. Ta sẽ đến bài tiếp theo là bài 7.18. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm của một ngân hàng là 7.4%. 1 năm này thì nó lãi suất là 7.4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau 1 năm thì bác Đức rút cả tiền vốn. Nhớ này, ta hỏi cả vốn nè. Vốn nè, lẫn lãi thì được bao nhiêu tiền? Đấy, vậy thì em nhớ nè. 7.18 nhá. Tiền vốn của bác nè là bao nhiêu? 150
50 triệu. Đúng không? Đúng chưa? Vậy bây giờ mình muốn tính được cả vốn lẫn lãi thì mình phải tính tiền, tiền lãi xem là bao nhiêu nào. Tiền lãi này chính là cái gì đây? Chính là 7,4% của gì? Của 150 này. Đúng không? Đấy. Vậy thì đây cũng là tỷ số phần trăm loại mấy? Loại 1, đúng không? Đúng không? Vậy thì giờ mình muốn tính được cả vốn lẫn lãi đây này thì em phải tính cái gì trước? Tính tiền lãi trước này. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ trả lời nhá. Vậy thì tiền lãi này. Các em có thể làm gộp một phép tính cũng được. Tuy nhiên thì thầy sẽ làm hai phép tính cho những bạn mà có thể là gì, người ta chưa hiểu lắm. Được chưa? Như vậy thì tiền lãi sau 1 năm. Sau 1 năm này. Bác Đức. Tên là danh từ riêng, tờ viết hoa. Bác Đức nhận là. Đúng không? Đấy. Thì đây chính là bao nhiêu? 7,4% của 150. Thì các em sẽ lấy là 150, các em nhân cho 7,4 trên bao nhiêu? Trên 100. Đúng không? Đó, nó sẽ là 150 nhân với 7,4 trên gì? Trên 100. Phải không? Đó. Như vậy ở đây thì các em thực hiện phép tính ra, chúng ta sẽ được bao nhiêu nào? Này, chúng ta làm được giấy nháp nào. 150 các em nhân cho 7,4 nào, chia cho 1, 100. Đúng không? Đó, các em dùng máy tính, các em bấm nhanh cho thầy nào. Nhân cho 7,4 nhé. Thì chúng ta sẽ được là 1110. Được chưa? 1110 các em chia cho 100. Như vậy thì nó sẽ được bao nhiêu? 11,10. Vậy thì ta chỉ cần lấy bao nhiêu? Lấy là 11,1 là được, đúng không? Đấy. Như vậy thì nó sẽ được là bao nhiêu? 11,1 triệu. Vậy thì đây chính là gì? Tiền lãi mà bác nhận được này. Tuy nhiên ta hỏi là gì? Cả tiền vốn và tiền gì? Tiền lãi. Thì chúng ta sẽ đến câu thứ hai. Vậy thì cả tiền vốn, cả tiền vốn và lãi, đúng không? Sau 1 năm. Đấy, sau 1 năm nè. Bác Đức nè. Nhận là. Được chưa? Đấy, như vậy thì sẽ cả lãi và vốn, với tiền vốn của mình bao nhiêu? 100 gì? 50 triệu nè. Các em sẽ lấy 150 triệu là tiền vốn cộng với tiền lãi 11,1 triệu. Cộng vào chúng ta sẽ được bao nhiêu? Mười mấy? 50 cộng 11 thì sẽ ra là 61, đúng không? 161,1 triệu đồng. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là kết quả của cái bài này nhé. Ổn chưa các em? Rồi, xong nha. Rồi, mình sẽ đến với bài tiếp theo, bài 7.19. 7.19 người ta cho nè. Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động. Đó, điện thoại di động thì giờ người ta mua rất là nhiều, đúng không? Hầu như nhà ai cũng có cái điện thoại di động hết. Là 625.000 đồng. 625.000 đồng. Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm 10%. Như vậy, khi mua chiếc điện thoại loại này, người ta được giảm bao nhiêu tiền? Đấy, như vậy thì các em thấy nè, giá của nó là 625.000 đồng, mà cái này được giảm bao nhiêu? 10%. Vậy thì chúng ta thử tính cho người ta xem nè, vậy thì nó được giảm là bao nhiêu tiền? Vậy đây cũng là gì? Bài toán tỷ số phần trăm của loại mấy? Vẫn là của loại 1, đúng không? 10% của 625. Đúng không? Đúng chưa nào? 10% của 625. Thì chúng ta cũng chỉ lấy gì?
625 chia cho 10 trên 1, 100 thôi. Vậy mình sẽ trả lời ngay nè. Khi mua chiếc điện thoại này thì người mua sẽ được giảm giá là. Khi mua nè. Khi mua chiếc điện thoại này thì người mua sẽ được giảm số tiền là, được chưa? Chứ không gọi là giảm giá, đúng không? Giảm số tiền sẽ là, các em sẽ lấy gì các em? 625 nhân với 10 chia cho 1, 100. Đúng không? Đấy. 625 này nhân với 10 chia cho 100. Tức là gì? Nó sẽ bằng 625 nhân với 10 chia cho bao nhiêu gam? Chia cho 1, 100. Vậy các em nhân lên thì có phải nó bằng là 6.250 không? 6.250 mà chia cho 100, chúng ta sẽ dịch chuyển mấy dấu phẩy? 2 dấu phẩy, như vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 62.50. Vậy thì nó sẽ là giảm bao nhiêu? 62.000 gì? 62.000 đồng, đúng không? Đấy, nó sẽ giảm là 62.000 gì? 500 đồng, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Tiền mà chúng ta sẽ được gì? Được giảm, đúng chưa? 62.5. Đây, 62.5 nhé. 62.5 đơn vị đây là gì? Nghìn đồng nè. Được chưa? Đó, đây sẽ là nghìn đồng. Và các em ghi cho thầy đáp số nhé. Được chưa? Rồi, vậy thì đấy chính là bài số mấy? Bài 7.19 nha. Được chưa các em? Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài tiếp theo là bài 7.20 nè. 7.20. Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989, cả nước có 914.393 người dân tộc Mường. Năm 1989, sau 35 thì số người Mường đã tăng lên. À, đây. Tức là ban đầu nè. Cái số ban đầu đây kìa. Số ban đầu 919.396 nè. Sau 35 thì nó tăng lên bằng này nè các em. Đó. Hãy cho biết trong 35 số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? Đấy, vậy thì đây là loại toán gì các em? Tìm tỷ số phần trăm của mấy? Của hai số, đúng không? Đúng không? Các em phải nhớ nè. Phải nhớ được ở đây. Đầu tiên nè, chỉ có là 914.000 396 người thôi. Nhưng mà 35 sau thì tăng lên bao nhiêu? 1.452.095. Như vậy người ta mới hỏi ở đây là gì? Tôi mới hỏi ở đây này, nó tăng là tăng bao nhiêu phần trăm? Hiểu không? Đấy, tôi hỏi là tăng bao nhiêu phần trăm? Được chưa? Đấy. Vậy thì cái phần trăm này phải làm tròn đến phần gì? Phần 10 nhé. Hiểu không? Vậy thì đây mình chỉ tính là, tính cho thầy đầu tiên là cái số gì? Số dân tăng ở đây nữa này. Tăng là bao nhiêu người trong 35 này này. Người ta tăng là bao nhiêu người đã nhá. Được chưa? Mình sẽ trả lời cái câu đầu tiên. Đó là sau gì? Sau 35. Đúng không? Đúng là sau 30 năm thì dân số sau nè 35 số người Mường nè
số người Mường nè tăng, tăng là đúng không? Các em sẽ lấy gì? Số của 35, 1, 4, 5, 2, 0, 9, 5 trừ cho 9, 1, 4, 3, 6, 6, 9. Rồi các em bấm máy cho thầy xem cái này là tăng bao nhiêu đây. 1.452.090.95 trừ cho 914.369. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ tăng bao nhiêu? 537.726 người nè. Đó. Như vậy đây là số gì? Số tăng. Vậy thì bây giờ mình sẽ tìm tỉ số của cái số tăng này này so với cái số ban đầu này nè. Đúng không? Đó. Vậy đây chính là gì? Tìm tỉ số phần trăm của hai số thôi. Vậy đến đây mình sẽ trả lời. Mình sẽ trả lời gì các em? Mình sẽ trả lời ở đây cho thầy đó là tỉ số phần trăm á. Tăng bao nhiêu phần trăm? Đấy, vậy thì mình sẽ trả lời đây nè. Sau 35 à, thì số người Mường à tăng số gì? Số phần trăm. Số người Mường tăng cái số phần trăm sẽ là, đúng không? Đó. Bây giờ các em chỉ việc tìm gì? Tỉ số của 5, 3, 7, mấy? 7, 2, 6. Chia cho cái gì các em? Chia cho số ban đầu nè. 9, 1, 4 nè. Đó. 9, 1, 4, 3, 9 gì? 9, 6. Sau đó chúng ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 100 phần trăm. Đấy. Vậy thì các em thực hiện phép tính này cho thầy. Thực chất ở đây nó sẽ bằng gì? 537726 nhân với 100 chia cho 914396 nè. Thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Đó, các em bấm máy tính nha, thầy cũng sẽ bấm máy tính cho chúng ta ở đây. Đây thầy tìm máy tính đâu, chương trình máy tính đâu rồi. Đây, nó chạy lâu quá các em ạ. Đây rồi. Đây, thầy bấm cho các em nhé. Máy tính của thầy thì dạng cùi bắp thôi. 537726 nè. 537726. Được chưa? Các em nhân với 100 nè. Nhân với 100 nè. Sẽ bằng nè. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ chia cho 914. Chia 914 396 369 chứ. À 396 các em ạ. 396. Ồ đây trên này thì thầy ghi là 369 nè. Rồi như vậy thì kết quả này sẽ không chuẩn rồi. Đúng không? Kết quả này chắc chắn là sẽ không chuẩn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên là thầy đã ghi cái số liệu của chúng ta là sai rồi. Rồi vậy chúng ta sẽ kiểm dò lại xem nào. Kiểm dò lại cái này nha. Bởi vì ở trên này là thầy lại ghi là số 369 nè. Người ta đây là 396 mà. Đúng không? Đấy. Như vậy ngay cái đoạn này thì mình đã sai hết rồi đây. Rồi, chúng ta sửa lại cho thầy cái này đây. Đây là 396 nhá, chứ không phải 369. Vậy kết quả này sẽ phải khác. Rồi, chúng ta bấm lại cho thầy ơi. 1452
095 1452 095 trừ cho 914 914 396. Đấy. Như vậy nó sẽ ra là 537 699 các em ạ. Hay là 699 nhá. Đây là 699 người mới được nha. Vậy thì chỗ này chúng mình sẽ sửa thành là gì? 5376699 nha. 537 nè, 699 nè. Được chưa? Rồi ở đây chúng ta sẽ sửa là 537699 là kem nhân cho 100. Đúng không? Sau đó chia cho nhân cho 100 sẽ bằng bao nhiêu? 53.769.900. Giờ chúng ta mới chia cho bao nhiêu? 914. Đây được 53.769.900 nè. 769.900 chia cho cái này 914396 914396. Rồi, như vậy chúng ta sẽ được là 58. Đây, số đây chúng ta 58,58 nè 8037349 nè. Được chưa? Vậy ta yêu cầu mình làm tròn ở đây bao nhiêu? Làm tròn đến phần gì? Phần 10 nè. Vậy thì phần 10 của cái số này đây. Phần 10 chính là số này đúng không các em? Phần 10 là số 8 này. Bên tay phải của nó nè. Tay phải đây số 0 nè. Số 0 thì nhỏ hơn số 5. Như vậy thì chúng ta giữ nguyên này không cộng gì hết. Và phần này, tất cả cái phần này, phần thập phân chúng ta sẽ gì? Sẽ bỏ. Như vậy đây sẽ được là bao nhiêu? 58,8 phần trăm. Được chưa? Đó, và mình sẽ ghi đây cho thầy thôi. Đó là 58,8% các em nhé. Được chưa? Đấy, bài toán này chúng ta phải tính như vậy mới đúng nha. Thầy xem ở trên, cũng nhiều thầy cô người ta giải cái này là không có chuẩn. Mày ta hỏi ở đây nè. Trong 30 năm thì số người Mường đã tăng là bao nhiêu phần trăm? Đấy, chúng ta phải tính như này chứ không phải có một số thầy cô là tính là không chính xác. Các em phải xem lại nhá. Rồi, và đến đây thì chúng ta đã kết thúc được cái bài này. Và nhớ là các em xem trước cho thầy cái bài tiếp theo, đó là phần luyện tập trung để chúng ta sẽ giải nhá.